Hello. Hello, guys. Hello, teacher. Hello, yes. Teacher. Hi. Hello, guys. Hello, yes. Hello, hello. Teacher. Yes, hello, guys. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, hello. Hello, teacher. Hi, guys. Good evening, everyone. Teacher. Hello, teacher. Yes, hello, guys. Hello, chào mọi người, mời chào anh em cháu Vũ Lê Trán, Tích Cả Bin. Chào anh em cháu Vũ Lê Trán, Tích Cả Bin. Hi. Hello, guys. Hello, teacher. Hello. Anh em nhé. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. Hello, guys. Hello. Nice to see you guys. Hello, boy. Hello. Ủa, nhạc toàn lớp gì? Ủa, chào. Hãy cái lá. Hello, boy. Hello, teacher. Hello, hello teacher. Hello, teacher. Yes, hi, guys. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Yes, hello, everybody. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Okay, guys, so it's the seventh day, right? It's the seventh day of our class. Hôm nay là ngày học thứ bảy rồi nè, đúng không? Ừ, hôm nay là buổi học thứ bảy của mình rồi. Còn có những bạn thì hôm nay có thể là vẫn là buổi học đầu tiên của các bạn, đúng không? Hi, Mr. Yay. Hi, guys. Hello, everybody. Good evening, guys. À, hôm nay là buổi học thứ bảy của mình rồi nè, đúng không? Và có bạn thì cũng là mới là chỉ buổi học đầu tiên, có bạn thì cũng mới học được 3-4 buổi thôi, đúng không? Có những bạn thì lại học với cô ngay từ ngày đầu tiên luôn. Ok. Như vậy thì các bạn chắc là cũng đã rất là rõ về nội quy lớp học của mình, đúng không? Nhưng mà cô vẫn sẽ phải nhắc lại ở đầu buổi. À, cô vẫn sẽ nhắc lại ở đầu buổi, cho nên các bạn cố gắng làm theo cái nội quy của mình nha. Ok. Đầu tiên thì cũng là tắt micro nè. Đấy. Thì đến khi nào cô mời bạn nào thì cô sẽ bấm cho các bạn được unmute. Các bạn sẽ được mở micro lên. Thì các bạn cứ việc bấm vào cái nút màu xanh cho cô. À, nó sẽ hiện thông báo lên. Thì tụi con cứ việc bấm vào cái nút màu xanh giúp cô. À, mà các bạn đợi xuống một xíu. Rồi, các bạn sẽ ấn vào cái nút màu xanh là được. Đấy, thì lúc đấy các bạn sẽ được mở micro lên. Và còn gì nữa nè? À, các bạn sẽ không được tự ý viết trên bảng nè, đúng không? Không được tự ý vẽ trên slide nè. Và khi nào muốn giơ tay thì mình sẽ đúng rồi, mình sẽ bấm ký hiệu có bàn tay cho cô để mình giơ tay lên. Đương nhiên là các bạn giơ tay thì cũng rất là nhiều, đúng không? Có tới mấy chục bạn giơ tay lên phát biểu lận. Cô cũng không thể nào mà mời hết tất cả mọi người được. Cho nên là các bạn cố gắng, bạn nào được cô mời thì cứ mở micro và nói. Còn bạn nào không được mời thì có thể gõ đáp án vào trong cái phần chat cho cô. Cô cũng sẽ lướt qua, cô đọc qua những đáp án của các bạn. Ok. Tiếp theo thì cũng là không tự ý chat quá nhiều nè. Mình sẽ gây ảnh hưởng tới các bạn của mình đó. Cho nên là các bạn nhớ nha. Bạn nào mà tự ý chat nhiều thì sẽ bị thầy không cho mời ra khỏi lớp học. Mời ra khỏi lớp học của mình đó. Và cuối cùng thì ngày nào, hôm nào cũng sẽ có bài tập về nhà hết. Cho nên là các bạn nhớ là mình phải làm đầy đủ bài tập về nhà nha. Ok. Và hôm nay thì các bạn nào mà đã nộp bài tập về nhà ngày hôm qua nè, thì cô đã chấm rồi. Còn hôm nay thì cô chưa chấm, tối nay thì cô sẽ chấm. Cô đợi đến tối để cô chấm, bởi vì hôm nay mình sẽ học cái điểm ngữ pháp. Mà đa phần là các bạn kia mà làm bài tập về nhà trước á, thì các bạn chưa rõ về cái điểm ngữ pháp này. Cho nên là đa phần các bạn đều sai cái phần này nhiều. Cho nên là cô đợi hôm nay nè, mình học về cái điểm ngữ pháp này. Thì khi mà cô comment, cô nhận xét bài của tụi con á, thì tụi con sẽ hiểu tại sao mình lại sai cái chỗ đấy. Cho nên là tối nay thì cô sẽ ngồi, cô chấm hết tất cả bài tập về nhà của mọi người. Cho nên là các bạn đừng có lo là chưa thấy cô chấm bài nha, vì tối nay cô mới chấm những cái bài còn lại. Còn bài nào mà cô đã chấm hôm qua các bạn nộp thì cô cũng đã chấm rồi. Rồi bây giờ các bạn cũng tiếp tục nè, mình sẽ sửa bài tập về nhà.
cứ như là mọi bữa vậy đó, thì mình sẽ sửa bài tập về nhà. Những bạn nào mà được cô sửa trên lớp thì các bạn cứ chú ý lắng nghe và sửa những cái phần mà cô có kêu các bạn sửa đó. Còn bạn nào mà không được cô sửa trên lớp thì cũng không sao, cô sẽ nhận xét rất là kỹ lưỡng bài của tụi con, thì tụi con cứ đọc cái nhận xét của cô đó thì có thể là tụi con sẽ sửa được đó. Đầu tiên là Lim nè. Lim thì học với cô từ bữa đầu tiên đúng không? Bài của Lim bởi vì con chụp nó bị mờ với lại nó bị quay ngược lại đó, thì khi mà nhìn trên máy tính thì nó sẽ hơi khó một xíu. Cho nên là bài của Lim thì cô đợi tối nay cô sửa nha. Cô nhìn trên điện thoại thì dễ hơn cho cô sửa bài. Còn bài của Lim thì bây giờ hơi khó để chấm ngay bây giờ nha Lim. Ok. Rồi bài của bạn Quỳnh Anh thì bạn chụp đúng chiều nè, thì nó dễ hơn cho cô khi chấm nè. Bạn Lê Quỳnh Anh có ở đây không nè? Rồi nếu mà Lê Quỳnh Anh có ở đây thì tại sao Băng lại không gửi bài được? Con có nói bố mẹ là tham gia cái group ở trên Facebook của mình chưa? Cái group tên Green Group nè, giỏi tiếng Anh cùng con, thì con có thể nói bố mẹ là đăng nhập vào cái group, tham gia vào cái group này, sau đấy mình cứ đăng bài lên là được rồi đó. Rồi bây giờ cô sửa bài tập nha mọi người. Bạn Lê Quỳnh Anh có ở đây không? Lê Quỳnh Anh lớp 4 nè. Are you here Quỳnh Anh? Is Lê Quỳnh Anh here? Lê Quỳnh Anh, cô có tìm được tên của Lê Quỳnh Anh nè mà không thấy. Hello Quỳnh Anh. Yes, okay. This is you, right? Đây là Quỳnh Anh đúng không? Yes. Okay, như vậy là bây giờ cô sửa bài của Quỳnh Anh nha. Trước tiên thì cô sửa cái phần writing trước. Các bạn nhìn vào phần writing của Quỳnh Anh nè. Đầu tiên thì cô sẽ sửa phần writing trước nha. Rồi, bây giờ thì thay vì coi cái video á, thì bây giờ Quỳnh Anh đọc lại cho cô một lần nữa đi, thì nó dễ hơn đúng không? Làm cả hai cái cùng một lúc luôn. Bây giờ Quỳnh Anh đọc lại bài của cô, bài của con cho mọi người nghe nè. Ok, from the beginning Quỳnh Anh. Hello, my name is Quỳnh Anh. I'm 10 years old. I live in Đồng Xoài City. I live with my mother, my father and my sister. Good, ok, wait, Quỳnh Anh đợi cô nè. Theo cô thấy thì phần ở đây là Quỳnh Anh làm hoàn toàn chính xác nè. Ở đây thì Quỳnh Anh viết đúng chính tả và đúng cái ngữ pháp luôn. Quỳnh Anh nhớ cho cô là chữ I'm là nó viết tắt của chữ I am đó. Cho nên là chữ y, khi mà con viết chữ Y xong thì con sẽ có một cái dấu nháy ở trên đó. Rồi con mới viết chữ M. Quỳnh Anh hiểu chưa? Do you understand? Yeah. Đó, yes. Chữ I'm của mình đó thì con sẽ viết như vậy nha. Years của Quỳnh Anh cũng có S nè. Cái lỗi này cũng nhiều bạn hay quên nè. Years, từ 2 tuổi trở lên là đã được tính số nhiều rồi. Cho nên là tụi con nhớ là year của mình phải có S vào trong đó. Chỉ có nhà mà con 1 tuổi á, tụi con 1 tuổi thôi, 1 year old, thì tụi con mới không có S. Còn lại từ 2 tuổi trở lên là chữ year của mình sẽ có S rồi nha mọi người. I live in nè, I live with, đúng rồi, sống với mẹ, với bố và với chị. Ok, good job. Rồi Quỳnh Anh đọc tiếp cho cô cái đoạn thứ hai nè. Next one. I wake up at 8 o'clock. Ở đây thì Quỳnh Anh chưa có nói rõ cho cô là AM hay PM. Như vậy con có thể, thực ra con thấy con viết chữ AM là đúng rồi đó. Con viết AM thì tốt hơn bởi vì nó sẽ cho mình biết được là 8 giờ tối hay 8 giờ sáng. Thì ở đây cái Quỳnh Anh đã bị gặp chữ AM đúng không? Nhưng mà cô nghĩ là con để được đó, con để AM cho cô nha. Ok. Tiếp theo chữ breakfast của Quỳnh Anh nè. Breakfast nó là một từ. Breakfast là một từ thôi, cho nên là con phải viết như thế nào dính lại cho cô. Nó không phải là hai từ riêng biệt mà nó là một từ thôi. Cho nên là Quỳnh Anh nhớ là breakfast là nó dính lại. Quỳnh Anh hiểu chưa? You understand? Yeah. Ok, rồi Quỳnh Anh đọc tiếp cho cô. I eat breakfast at 8:15 a.m. and I watch TV at 9 o'clock. Yes. Rồi tiếp theo I have lunch at 11 o'clock and I do homework at 3:12 p.m. Quỳnh Anh đợi cô nè. Đầu tiên thì cô sẽ sửa cho Quỳnh Anh một cái lỗi là cái chữ lunch. Lunch của con bị viết sai, nó bị thiếu mất một chữ cái. Chữ lunch thì mình sẽ phải viết như thế này cho cô. Lunch. Okay, you miss letter N. You miss letter N, okay?
L-U-C-H. À, ở đây con bị thiếu mất letter N rồi đó. Cho nên là Quỳnh Anh sửa lại cho cô ha. I have lunch at 11 o'clock. À, đúng rồi. Nhưng mà cô muốn Quỳnh Anh là nói thêm là 11 giờ để phân biệt sáng tối đó. Thì con dùng thêm chẳng hạn như 11 giờ thì người ta vẫn sẽ tính là in the morning. 11 o'clock in the morning. Uh-huh. And I do homework at 3:12 p.m. Okay, good. Do homework at. Good job. Rồi, Quỳnh Anh đọc tiếp cho cô nè. I listen to music at 5 o'clock. À, đó, Quỳnh Anh thử thêm cho cô nè. 5 o'clock thì muốn biết là chiều hay sáng thì con phải dùng thêm cụm gì? 5 o'clock in? In the afternoon. Good job. In the afternoon. Đúng rồi đó. Good job. Next one, Quỳnh Anh. I take a shower at 6 o'clock. Rồi, Quỳnh Anh tự thêm luôn cho cô. 6 o'clock gì nè? 6 o'clock. In the afternoon. And I have dinner at 7:05 p.m. Đúng rồi, p.m. thì không cần phải evening nữa. Đúng rồi, Quỳnh Anh. Good job. Next one. I watch TV at 8:30 p.m. and I go to bed at 10:30 p.m. Okay, yes, good job, Quỳnh Anh, very good. Như vậy là bài của Quỳnh Anh rất là hoàn hảo nè. Bởi vì bạn dùng chủ ngữ là I, cho nên là mình sẽ không cần phải chia cái động từ. À, tí nữa tụi con sẽ hiểu cô đang nói về cái vấn đề gì. Thì ở đây là hoàn toàn là ngoài những cái lỗi mà nãy giờ cô nói với Quỳnh Anh nghe đó, thì Quỳnh Anh không có bị mắc cái lỗi nào khác nữa. Good job, Quỳnh Anh, very good. Thank you so much, thank you so much. Now the next person, please. Bây giờ cô mời bạn Tùng nè. Tùng cũng có viết một bài và có chụp đúng chiều thì nó dễ cho cô chấm bây giờ hơn nè. Ok, I will invite Tùng, ok. À, Tùng mở micro được chưa nè? Cô đã bấm cho Tùng mở micro rồi đó. Can you turn on your sound, Tùng? Nguyễn Thế Tùng. Hello. Hello. Okay, yes, hello Tùng, hello. Okay, cũng như vậy ha. Cô bây giờ Tùng sẽ đọc lại cho cô nghe một lần nữa nha. Okay, Tùng đọc lại cho cô nghe bài của con nè. Cô vừa chấm thì cô vừa chấm cái bài writing luôn. Tùng daily routine. Okay, rồi, wait. Bây giờ Tùng mỗi lần đọc ấy thì cô sẽ ngưng Tùng, cho nên là có gì Tùng ngưng lại xíu ha. Ok, cái này con sẽ đọc là daily routine. Tùng's daily routine. Tùng đọc lại cho cô nghe nè. Tùng's daily routine. Tùng daily routine. Ok. Rồi, bây giờ Tùng đọc tiếp cho cô hai dòng đầu tiên. Hai dòng đầu tiên nè. Con đọc cho cô nghe hai dòng đầu tiên. I live with my family. I'm 10 years old and I have a sister here. Ok, rồi, wait. Ok, đầu tiên thì Tùng, câu đầu tiên là Tùng muốn nói là con là người Việt Nam đúng không? À, thì con sẽ nói cho cô là I'm Vietnamese. À, cái chữ Vietnamese là Tùng viết chưa đúng lắm. Bây giờ cô viết lại cho Tùng xem nè. Vietnamese. Đây, cái này mới đúng nè Tùng. Rồi. Đấy, thì câu đầu tiên của Tùng thì chỉ có bị sai cái này thôi. I'm Vietnamese, tôi là người Việt Nam. I live in Đà Lạt. Good job, yes, I live in Đà Lạt. I live with my family. À, đúng rồi. I'm 10 years old and I have a sister here. Good job, very good Tùng. Rồi, Tùng cũng tiếp tục đọc cho cô tới đây thôi, tới chữ get dressed nha. Rồi cô xem thử Tùng có lỗi gì không nha. Ok, now please Tùng. My favorite is eat hamburger. I start a day at 7 o'clock. I wake up, go to bath, wash my face, brush my teeth, and get dressed. Rồi, ok. Now, bây giờ mình xem thử nha. Ở đây thì câu đầu tiên Tùng muốn nói là món ăn yêu thích của con đúng không? Thì ở đây con có hai cách nói. Một là con có thể nói là my favorite
food is. Okay. Ở đây thì con có thể nói cho cô là my, cô thể viết tắt nha, my favorite food is. À, đấy thì con mới liệt kê là hamburger là được. Okay. Hoặc là con chỉ cần nói là I like, con thích cái gì? À, thì con thích cái việc ăn hamburger. Thì ở đây mình sẽ viết cho cô là I like, một là I like hamburger. À, một là con nói là con thích cái món đấy, I like hamburger. Hoặc là con nói là con thích ăn cái món đấy. Thì ở đây sau, cái này thì sau này mình sẽ biết. Nhưng mà ở đây thì sau cái chữ like, cái động từ của con á, động từ ăn á, nó phải thêm chữ in vào nữa. À, I like eating hamburger. Rồi, như vậy có hai cách để nói nha Tùng. Thì Tùng về Tùng cũng sửa lại cho cô nha. I like eating hamburger. Hoặc là con nói my favorite food is hamburger. Ok, Tùng hiểu chưa? You understand? Ok, tiếp nè, cô đọc tiếp câu câu I start a day. À, cái này là con nói giống như là cái bài Alfred đúng không? Thì ở đây cái chữ start của mình không có S. À, tí nữa con sẽ biết tại sao cái chữ start của mình không có S. Thì bây giờ tạm thời Tùng cứ nhớ cho cô là I start a day. À, tôi bắt đầu một ngày at 7 o'clock. Thì ở đây cô muốn Tùng nói thêm cho cô là 7 giờ. Một là con dùng 7 a.m. là biết chắc chắn là buổi sáng luôn. Hai là có chữ o'clock thì con nên dùng thêm là in the morning để mình biết đấy là 7 giờ sáng. Ok, đấy thì chỉ có cái chữ start là con bỏ s đi cho cô. Rồi tiếp theo, I wake up, go to. Một là Tùng nói Tùng đi tắm đúng không? Thì Tùng có thể nói là take a bath. Hoặc là Tùng nói là Tùng đi vào nhà tắm thì phải là go to the bathroom thì nó rõ ràng hơn. Go to the bathroom. Wash my face, brush my teeth and get dressed. Good job, very good. And next one, Tùng đọc tiếp cho cô đến đây luôn nha. I eat breakfast and leave the house. I go to school by bus. Begin class at 8 o'clock. I usually eat lunch in the school at 12 o'clock. Ok, rồi. Đây, bây giờ cô sửa tiếp cho Tùng nè. À, đầu tiên là breakfast, nó là một từ. Nó là một từ thôi, cho nên là con không có xuống hàng từ đang viết giữa chừng thì mình xuống hàng. Một là con viết hết chữ breakfast ở trên, hai là con bỏ nguyên cái chữ breakfast xuống dưới luôn. Tại vì nó là một từ mà. Một từ thì mình sẽ không có tách ra được. Cho nên là Tùng nhớ là Tùng phải viết liền cho cô cái chữ breakfast. Tùng hiểu chưa? Tiếp theo là I eat breakfast and leave the house. Good, okay. I go to school by bus. Đúng rồi, khi mà tụi con muốn nói là tụi con đi học bằng phương tiện gì, I go to school by motorbike, I go to school by bus, by bicycle. Đấy, thì tụi con sẽ dùng chữ by. Đúng rồi đó Tùng. Thì câu này thì ở câu tiếp theo thì con có thể nói là lớp học bắt đầu vào lúc mấy giờ. Thì con có thể dùng cho cô là ví dụ mình đi học một ngày thì có nhiều lớp đúng không? Thì con có thể dùng là classes. Classes là số nhiều đó. Classes là số nhiều của lớp học á. Classes begin at. À, ở đây thì Tùng sửa lại cho cô như thế này. Giống như trong bài đọc á thì nghe nó hay hơn. Classes begin at 8 o'clock in the morning. I usually eat lunch at school. In the school. Thường thường thì khi mà có chữ school ấy, thì con sẽ dùng cho cô là at school. At school giúp cô nha. At school. Đây, đó. I usually eat lunch at school at 12 o'clock, okay? Or 12 p.m., okay? Rồi tiếp theo, at 5 o'clock. Ở đây là Tùng nhớ cho cô là Tùng dùng dấu phẩy nha. À, một câu, khi nào hết một câu con mới dùng dấu chấm. Cho nên là at 5 o'clock phẩy. Tùng hiểu chưa? Yes? Okay, Tùng nhớ nha. At 5 o'clock. Phải I go home. Mình sẽ không có dùng là I go to home đâu. Go to school, nhưng mà khi đi về nhà thì con sẽ dùng là go home. I go home. Tùng hiểu chưa? At 5 o'clock hoặc là 5 o'clock in the afternoon, hoặc là at 5 p.m. I go home. I go home. Okay. Rồi Tùng đọc cho cô hết cả đoạn luôn. I do homework. I do homework. When I finish, I help mom clean table. At 7, eat dinner with family is usually watch TV. At 10 o'clock, I brush my teeth and go to bed. Okay, rồi tiếp theo. At 5 o'clock, I go home. I do homework. À, thì con phải ở đây, I do homework.
Còn cái này là ý Tùng là muốn nói là khi nào con xong bài tập thì con sẽ giúp mẹ clean table, đúng không? Thì con sẽ viết là when I finish. Finish của mình không có ES. À, khi nào có ES thì tí nữa con học cái bài, tí nữa cô chỉ là con sẽ biết tại sao con sai nè. When I finish, viết bình thường không có ES, phải I help my mom clean the table. À, Tùng hiểu chưa? At 7. At 7 này ý của con là giúp mẹ dọn bàn đúng không? Ý của Tùng là giúp mẹ dọn bàn lúc 7 giờ đúng không? Hay là ý của con là ăn tối vào lúc 7 giờ? Cái at 7 này của ý của Tùng là con đang làm là cái công việc nào? At 7. At 7 này là Tùng đang làm công việc nào? Which one? Cái con help mom clean the table hay là cái con eat dinner? Which one Tùng? Dinner. À, nếu mà dinner thì con sẽ viết là at 7 p.m. chẳng hạn. Phải at 7 p.m. I eat. Ở đây con thấy con thiếu mất chủ ngữ không? Eat dinner nó là một cái cụm, nó là một cái vị ngữ, thì ở đây con cần phải có chủ ngữ nữa đúng không? I, chủ ngữ là mình đúng không? I eat dinner with my family. À, với gia đình của con, with my family. Okay? At 7 p.m. phải I eat dinner with my family. I usually watch TV at 10 o'clock. Đấy, thì cái này con không cần phải. Chừng nào cái cụm chỉ thời gian của con nó đứng đầu câu á, thì con mới phải. Còn cái này là một câu, cái cụm thời gian ở phía cuối thì con cứ viết một câu luôn tuần luôn. I usually watch TV at 10 o'clock in the evening. Đó, con cứ viết bình thường luôn cho cô. Tùng hiểu chỗ này chưa? Yeah. Okay, good job. Cuối cùng, I brush my teeth and go to bed. Good job, very good. Okay, good job, very good. Okay, thank you Tùng so much. Thank you. Bài của Tùng rất là tốt nha. Good job Tùng. One more, okay. Bây giờ một bài nữa nha. One more. Rồi cô mời Huy Hoàng nè. Are you here, Huy Hoàng? Rồi Huy Hoàng có trong lớp không nè, để cô biết cô mở micro cho Hoàng nè. Hoàng nhắn vào trong cái chat box để cô nhìn thấy tên của con thì cô mới mở micro cho Hoàng nè. Are you here Hoàng? Yes. Ah, okay. Yes, you can turn on your mic. Good. Okay. So just like your friends, please read again, okay? Please read again your passage, okay? Hoàng đọc lại cho cô nghe nè. Hello, my name is Hoàng. I live in Vietnam at Da Lạt City. Okay, quay Hoàng. Da Lạt City thì con cũng dùng là in nha. In Vietnam, in Da Lạt con có thể dùng là thường là mình sẽ nói giống như là con sống ở cái nơi này nó nhỏ trước, rồi nó một cái nơi lớn hơn thì con có thể nói là I live in Da Lạt City, phải Việt Nam. À, con hiểu chưa? Thì mình sẽ nói Đà Lạt trước rồi mình mới nói Việt Nam sau. Hoàng hiểu không? Dạ hiểu. À, đấy, con sẽ viết lại cho cô ha. I live in Đà Lạt City, Vietnam with my family. Okay, good. This is my, okay. Đây là cái routine của ai? À, thì con giới thiệu thì con phải nói của mình. Thì mình phải nói là my daily routine. This is my daily routine. Đấy, con thêm vào kiểu my để thể hiện là của con đó. À, đúng không? Rồi, bây giờ Hoàng đọc tiếp cho cô từ I wake up cho đến đây luôn. I wake up at 6:15. I wash my face at 6:30. I eat. Ăn sáng là I eat bread. I eat breakfast. Cô không thấy rõ cô. À thôi, nếu mà Hoàng không thấy rõ thì thôi cô chấm cho Hoàng ha. À, tại vì cái hình này đúng là hơi nhỏ thiệt. Thì bây giờ cô đọc bài của Hoàng cho mọi người nghe nha. This is, bây giờ cô đọc nè. My daily routine. I wake up at 6:15. I wash my face at 6:30. I eat breakfast at 7 o'clock. I watch TV at 7:50. À,
Đầu tiên thì Hoàng nhớ nè, giống như bạn về đó, cái chữ breakfast của con á, con phải viết thành một cái, một chữ, bởi vì nó là một từ mà. Một từ thì mình không có thể nào viết nửa cái trên, nửa cái dưới được, mình phải viết liền nhau cho cô. Cho nên là một là con viết nhỏ lại ở trên, hai là con cứ xuống dòng đi. À, mình cứ xuống dòng, mình chừa cái chỗ đó ra một xíu không sao hết. Rồi, at 6, I wake up at 6:15 thì cũng giống như vậy. À, thời gian á, thì chưa, cô không rõ là 6:15 này là 6 giờ mấy, 6 giờ sáng hay là 6 giờ tối. Cho nên là con có thể nói là 6:15 a.m. À, ok. 6:15 a.m. hoặc là 6:15 in the morning. À, cái này là cô dặn các bạn rất là nhiều là các bạn nhớ nha. I wash my face at 6:30. Giống vậy luôn. À, chấm, I eat. Các bạn hay bị lộn giữa dấu chấm với dấu phẩy cũng nhiều nè. Các bạn viết xong một câu thì các bạn chấm cho cô. I eat breakfast. Xuống dòng cái chữ breakfast luôn. At 7 o'clock in the morning. Đó. Rồi watch TV. Rồi mình cũng sẽ ghi cho cô là con có thể thêm một số cái như là, chẳng hạn như ở đây con thấy là con bị lặp chữ I hơi nhiều đúng không? Thì hay bị liên tục cứ đầu câu con dùng chữ I thì con có thể viết con nói lại nó thành hai câu, một câu luôn. Cô ví dụ ở đây mình có eat breakfast at 7 o'clock. Xong rồi watch TV at 7:50 đúng không? Thì con biết là trước khi mà con làm gì thì con làm cái việc đó. Trước khi con làm cái việc A thì con làm cái việc B. Cô ví dụ nha. Before I watch TV at 7:50, phải I eat breakfast. À, thì cái đấy mình dùng thời gian cho một cái thôi cũng được. Thì con cũng sẽ ghi rõ ra được là à, con đã ăn sáng trước khi mà con coi TV lúc 7:50. Thì đấy, cái đấy mình gộp lại để cho mình đỡ dùng nhiều, nó bị lặp từ nhiều. À, thì con có thể dùng cái cách đấy, before hoặc là after cũng được. Đó. Tiếp theo, I have lunch at, ở đây cô cũng không thấy Hoàng ghi rõ là mấy giờ này, at clock. Cô không thấy rõ Hoàng ghi là mấy giờ, thì Hoàng về sửa lại cho cô, I have lunch vào lúc mấy giờ đó. Rồi chấm, I play soccer at bao nhiêu giờ đó. Ở đây con cũng ghi không rõ này, con ghi at an o'clock thì cũng chưa rõ nè. In the afternoon, okay. Rồi tiếp theo, I have dinner at 4 o'clock in the afternoon. Afternoon cũng vậy, đó là một từ cho nên con xuống dòng cho cô. Rồi tiếp theo, I play video games. À, con thêm S cho cô nha. I play video games at 6:30 in the evening, okay. I do my homework at 7 o'clock in the evening. I go to bed at 9:30. Chấm. That is the end of my daily routine. Okay, good job. Remember, chấm. That của mình là T-H-A-T. Hoàng hiểu không? Yes? T-H-A-T. That is the end of my daily routine. Đó là cái kết thúc của cái daily routine của con. Okay, good job, Hoàng. Good job. Thì ở đây chủ yếu là Hoàng bị lặp từ I nhiều nè. Thì mình có thể dùng cái cách thay thế mình, hoặc là mình dùng thêm những cái cụm như là after that, then. First con làm gì đó, second con làm gì đó, thì mình thêm những cái cụm đấy vào thì nó đỡ bị lặp chữ I ngay đầu câu quá nhiều. Ok, good job Hoàng, very good. Ok, thank you guys so much. Những bạn nào mà cô chưa sửa thì tối nay cô sẽ sửa, và cô sẽ sửa kỹ cho tụi con biết tụi con sai những cái lỗi nào. Bây giờ thì mình sẽ đến một cái phần này. Ok, có thể là các bạn sẽ thấy phần này hơi boring một xíu. Maybe you're gonna feel pretty boring with this one. It's about the grammar. Ok, hôm nay mình sẽ học ngữ pháp. Cho nên là các bạn nhớ là các bạn listen carefully. Ok, listen carefully. Các bạn phải nghe kỹ cô giảng bài. Tí nữa sẽ có bài tập về nhà cho mọi người. Bài tập để các con luyện tập trước. Rồi sẽ có bài tập về nhà nữa. Cho nên mọi người chú ý kỹ cho cô nha. Ok, bây giờ các bạn chú ý cho cô nè. Đầu tiên thì cô sẽ dạy cho mọi người về thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn. Hôm trước giờ thì các bạn cũng thấy là cô chữa bài đó, cô cũng nói rất là nhiều về việc là tụi con chưa biết cách dùng thì hiện tại đơn đồ đúng không? Bây giờ các bạn chú ý cho cô cái box đầu tiên là được. The first box. Cái này thì mình để ý sau. Các bạn chú ý cho cô. Và các bạn có thể ghi bài lại nha. Mọi người ghi bài lại đi để mình có thể biết cách dùng nè. Bởi vì mình cũng có bài tập về nhà đó. Các bạn ghi lại cái phần này, tại vì cái này là cô thấy là ghi là dễ hiểu nhất cho tụi con rồi đó. Rất là ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu, cho nên là tụi con nghe cô giảng bài và mình ghi bài lại để mà mình hiểu hơn cách dùng thì hiện tại đơn nè. Rồi mọi người chú ý nha. Thì hiện tại đơn là gì? Thì hiện tại đơn là phải dùng để miêu tả những cái thói quen nè,
hoặc là những cái hành động mang tính chất lặp đi lặp lại, mang tính chất lặp đi lặp lại trong cái thời điểm hiện tại nè. Giống như là bữa giờ tụi con làm, có phải là cái daily routine của tụi con là thường là trong cái giờ đấy tụi con sẽ làm cái việc đấy đúng không? Thì đấy là những cái việc mang tính chất lặp đi lặp lại và nó mang tính chất gọi là thói quen của mình á, mình thường làm cái việc đấy đó. Thì bữa giờ là tụi con dùng mà tụi con cũng chưa biết cách mình chia động từ đồ đúng không? Thì hôm nay mình sẽ biết nè. Đầu tiên thì mình có đây công thức, tụi con nhìn the first line please, the first line. Hàng đầu tiên giúp cô nè. I, you, we, they. Chắc là các bạn cũng biết đúng không? I là mình, you là cái người mà mình đang nói chuyện đó. You, we, we là chúng ta, they là bọn họ. Đó. Thì những cái này khi mình viết mình sẽ cộng cho cô với động từ giữ nguyên, động từ không có thêm một cái gì hết. Cô ví dụ một câu mà các bạn dùng bữa giờ các bạn nghe là các bạn biết liền luôn. I brush my teeth. Cô ví dụ vậy thôi nha. I brush my teeth đi. Thì có phải ở đây là chủ ngữ của mình là I, thì động từ của tụi con là chữ brush, động từ là từ chỉ hành động đúng không? Thì ở đây là chải răng đó. Brush, chải răng. Thì ở đây có phải là chữ brush tụi con giữ nguyên y chang không thêm cái gì hết không? Thì đấy, đối với những cái này thì tụi con sẽ giữ nguyên cho cô động từ không thêm gì hết. Và thêm một cái nữa, ngoài cái I, you, we, they thì nhìn vào tụi con biết liền. Thì còn một cái nữa là danh từ mang nghĩa số nhiều. Danh từ mang nghĩa số nhiều là sao? Cô nói cho tụi con ví dụ nè. My father and I. Có phải là my father and I là hai người không? Bố của mình với mình là có phải hai người không? Thì có phải my father and I là số nhiều rồi đó. Bởi vì từ 2 trở lên ở trong tiếng Anh là được gọi là số nhiều rồi. Cho nên ở đây thì my father and I, cô ví dụ play badminton đi, chơi cầu lông đi, play badminton. Đấy, thì có phải là chữ play của mình tụi con giữ nguyên không? Không thêm một cái gì S-E-S, in-ed gì hết, giữ nguyên hết cho cô. Thì đây chính là cái thì hiện tại đơn đó. Thì hiện tại đơn con miêu tả những cái việc giống như là những cái việc hàm làm hàng ngày của con nè, những cái việc mang trong thời khóa biểu nè, rồi những cái việc lặp đi lặp lại nè, hoặc là một cái sự thật hiển nhiên nào đó. Đấy, thì tụi con sẽ dùng cho cô là động từ không thêm gì hết đối với những cái chủ ngữ như kiểu như là I, you, we, they, danh từ số nhiều, my father and I, two cats, hai chú mèo, two friends, my friends, bạn của con nhưng mà bạn ở số nhiều đó, my friends có S, thì có phải là tụi con sẽ dùng cái động từ verb nè, verb không ở đây có nghĩa là động từ không có thay đổi gì á, nó giữ nguyên cho cô cái chữ play, chữ brush nó y chang như vậy cho cô. Rồi khi nào thì lại thêm S với ES, khi nào thì mình phải thay đổi cái động từ của mình, thì khi nào mà chủ ngữ của nó là he, she, it, he, she, it, hoặc là danh từ số ít. Danh từ số ít là sao? Thì hồi nãy danh từ số nhiều cô có là my father and I, là bố và con là hai người. Thì ở đây danh từ số ít cô có là my father thôi. My father. Hoặc là my sister. My younger sister. My best friend, bạn thân của con. Đấy, thì có phải những cái này nó chỉ là có một người không? Có một người thì là số ít đó, danh từ mang nghĩa số ít đó. Những cái này nó đều là số ít hết nè. Bố của mình là có một người thôi. My younger sister, không có S ở đây thì có nghĩa là cũng đang nói về một người em thôi. My best friend, không có S luôn, có nghĩa là một cái người bạn thân của tụi con thôi. Thì ở đây cái động từ của mình phải thêm S hoặc ES tùy vào từ. Cái này thì sau này tụi con sẽ biết là từ nào nên thêm cái nào. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ không có học kỹ về cái đấy. Cô ví dụ ở đây có một từ mà chắc chắn các bạn dùng, mà các bạn có nhiều bạn thì dùng thôi nhưng mà chưa biết là tại sao nó lại thêm. Cô ví dụ my brother brushes his teeth at bao nhiêu giờ đó. Cô ví dụ như vậy. Thì có phải là ở đây my brother là giống như là he vậy đó, anh ấy. He là anh ấy, she là cô ấy. Thì có phải my brother nó giống như là he không? Anh ấy, my brother, em trai của mình đó. Ok, brushes, thì cái chữ brush nè, cái chữ brush nó phải thêm cho cô E với S. Như vậy thì đối với những cái chủ ngữ là danh từ mang nghĩa số ít nè, thì tụi con phải thêm ES vào cho cô. Hoặc là có những cái chữ như là
mà à, ví dụ như cô có Alfred đi, hôm trước mình học về Alfred đúng không, thì bây giờ cô có Alfred. Alfred thay vì he là anh ấy, là con không biết tên anh ấy là gì đúng không, thì mình có Alfred là cũng là anh ấy à, tại vì là con trai thì dùng he, nhưng mà ở đây mình biết tên của Alfred là Alfred luôn, mình biết rõ tên thì mình cứ ghi tên ra Alfred, thì nó cũng mang nghĩa giống như là he vậy đó. Thì ở đây mình có Alfred play soccer at bao nhiêu giờ đó, cô ví dụ như vậy đó. Thì có phải là chữ Alfred là một người không, là cái bạn tên Alfred này bạn chơi đá banh thường, và thường chơi đá banh vào lúc mấy giờ đó, thì cái chữ play này tụi con phải thêm s à, các bạn hiểu chưa, thêm s đối với chữ play thì thêm s, chữ brush thì thêm es. Sau này thì tụi con sẽ học là tại sao chữ nào thêm cái nào, thì cái này mình học sau, còn hôm nay mình không có chú trọng vô cái chữ nào thêm khi nào, thì tụi con biết được là cái nào thêm es, cái nào thêm s, mà tụi con cứ nhìn thấy cái những cái cụm này nhiều thì tụi con cũng biết đúng không. À, ví dụ chữ play này nè, các bạn cũng hay thêm s nè đúng không. Brush thì tụi con đọc bài Alfred đó, tụi con cũng biết là hay thêm es nè. À, mình đâu có thêm s, mình phải thêm es. Thì như vậy là từng tùy cái từ một. Uh-huh. Cô nghĩ là tới đây chắc là các bạn cũng hiểu rồi đúng không? You guys understand this one? Rồi các bạn thử chat cho cô nè. Bây giờ các bạn chat vào cho cô là các bạn có hiểu bài hồi nãy giờ cô nói không? You guys understand? Thì hiện tại đơn đó, nãy giờ cô đang nói về thì hiện tại đơn đó. Yes. Yay. Yes. Okay. Yes. À, các bạn hiểu đúng không? Như vậy các bạn nhớ lại cái bài tập cũ của tụi con, có phải là nhiều bạn bị viết sai không? Các bạn khi mà dùng chủ ngữ là he, she đó, các bạn bị quên là phải chia động từ. Rồi hôm nữa giờ cô nhắn tin, cô kêu là các bạn quên chia động từ thì hiện tại đơn đó. À, các bạn lúc đó đâu có hiểu đúng không? Thì bây giờ mình đọc cái này là mình hiểu rồi nè. Thì đối với những cái chủ ngữ là he, she, it ở đây là nó đó, thì tụi con chẳng hạn như là the cat, con mèo đó đó, the flower chẳng hạn, hoặc là the dog, my dog, ví dụ con chó tụi con nuôi đi, my dog has four legs. Mình nói một cái sự thật hiển nhiên là con chó của mình thì nó có bốn chân đi, my dog has four legs. Thì có phải chữ has ở đây thì nó là cái chữ gốc của nó là chữ have á. Cái chữ gốc của nó là chữ have như thế này nè. Thì ở đây tụi con phải chia. Từ này là một cái từ gọi là từ bất quy tắc, có nghĩa là nó không theo cái quy tắc như là kiểu S với ES á, mà nó tụi con bắt buộc phải nhớ thôi. Thì nó dùng cho danh từ số ít nè. My dog has có cái gì đó, has four legs ha. Thì cái này mình cũng dùng hiện tại đơn đó. Rồi cô thấy là để cô xem thử các bạn hiểu nha. À, có bạn Ngọc nói là chưa chắc lắm, thì các bạn có thể nghe, các bạn cố gắng, các bạn làm bài tập, tí nữa mình làm bài tập. Thủy thì có học rồi nè, đúng rồi, có nhiều bạn chụp rồi, có nhiều bạn thì chưa học nè, đúng không? Yes. Rồi đấy, thì câu nói sơ về cái này. Còn một cái nữa là về phủ định, hồi nãy giờ là câu khẳng định đúng không? Tôi chơi đá banh. À, thì bây giờ câu phủ định, cô ví dụ là mẹ mình không có nấu cơm, bố mình đi, bố mình không có nấu cơm mỗi ngày, thì mình sẽ nói là my father. À, ở đây bố là my father, thì có phải nó sẽ tương ứng với bên này không? Bên này he, she, it nè, thì my father giống như là he vậy đó, danh từ số ít vậy đó. Thì ở đây chủ ngữ mang nghĩa số ít, thì ở đây thì mình cộng với does not. À, ví dụ như là mình muốn nói câu phủ định đó, là không á, không có nấu cơm, không có nấu bữa tối mỗi ngày, thì tụi con sẽ nói là does not. Thì does not viết tắt lại nó sẽ là chữ này nè, cô nghĩ các bạn cũng nhớ nhiều nè, doesn't đó, doesn't cook dinner every day. Cô ví dụ every day, à, bố của mình không có nấu bữa tối mỗi ngày đi, my father doesn't cook dinner every day. Thì cái câu này là con miêu tả cái việc bố con không có thường xuyên nấu cơm, không có thường xuyên nấu bữa tối. Đấy, thì ở đây mình dùng doesn't, does not, thì cái động từ của mình không có chia luôn. Đối với dạng phủ định thì động từ của mình giữ nguyên, không hề chia luôn. À, dạng phủ định là mình giữ nguyên, không chia động từ gì hết. Bình thường ví dụ như mình nói bố nấu cơm mỗi ngày thì sẽ là my father cooks, thêm s cho cô. My father cooks dinner every day. Thì cái chữ cook này nó phải thêm s, nhưng mà dạng phủ định thì là doesn't, thì cái chữ cook của mình không có thêm gì hết, cứ phủ định là con thấy động từ giữ nguyên hết, không có thêm s hay thay đổi cái gì hết luôn đó. Cô ví dụ một câu bên đây, do not thì viết tắt là don't đó. Don't chắc các bạn cũng quen đúng không. Cô ví dụ
don't do, we don't play soccer đi. We don't play soccer. À, we don't play soccer. Chúng tôi không có chơi đá banh. We thì ở nằm ở bảng bên này thì mình phải đọc với do not viết tắt lại là chữ don't. We don't play soccer. Đấy, thì cái này là dạng phủ định. À, đây là dạng phủ định. Các bạn đã hiểu chưa? Dạng phủ định thì dễ hơn đúng không? Dạng phủ định thì nó dễ hơn một xíu. Bởi vì cái đọc mình chỉ nhớ cho cô là những cái I, you, we, they, danh từ, chủ ngữ mang nghĩa số nhiều thì cộng với don't, do not. Còn những cái mang nghĩa số ít như là he, she, it, rồi danh từ, chủ ngữ số ít đó, my father, my friend, the cat chẳng hạn, thì cộng với doesn't. Ok. Và thêm cái cuối cùng nói về cái này nữa thôi, các bạn ráng nghe thêm cái này rồi lát nữa làm bài tập là các bạn hiểu liền luôn. Cô ví dụ, khi mà cô hỏi là cô hỏi một bạn nào đó đi. Oh, sorry guys. Cô hỏi một bạn nào đó đi. Do you play soccer? Con có chơi đá banh không? Do you play soccer? À, như vậy có phải đây là câu hỏi? Cô hỏi là you thì cộng với động từ của mình cũng là verb không nè. Do you play soccer? Thì khi con trả lời, nếu mà con nói là có, con có chơi đá banh, thì con nói là yes. Yes gì mọi người? Cái này cô nghĩ mọi người làm nhiều mà đúng không? Yes, I do. Là con có chơi đá banh đó. Còn nếu mà con không có chơi thì con nói là no, I don't. À, con không có chơi thì con trả lời là no, I don't. Okay. Còn cô ví dụ bên đây, does your brother play video games? À, anh trai của bạn có chơi điện tử không? Does your brother play video games? Thì ở đây cái động từ của mình cũng là verb không luôn. Con thấy chỉ có mỗi cái ô trên đây nè. Câu khẳng định á thì mình mới chia es với es thôi. Câu hỏi thì cũng là động từ, không thêm gì hết luôn. Does your brother play video games? Thì nếu mà anh trai mình có chơi thì là yes. Yes. Yes, ở đây brother có phải là con trai không? Con trai thì có phải con sẽ dùng cho cô là he không? Yes, he. Thay vì mình nói là yes, my brother does. Dạ, anh em của con có chơi thì mình dùng đơn giản cho cô là yes, he does. À, yes, he does. Con lấy cái chữ he này con thay thế cho cái cụm brother đó. Và nếu mà không có chơi thì sẽ là no. No, he doesn't. À, no, he doesn't. À, không. Không, anh của con không có chơi video game. Đó. Thì chủ yếu thì bài hôm nay của mình là có như thế này thôi đó. Rồi, các bạn có hiểu bài không? You guys understand? You guys understand? Now, ok, cô cũng rất là mừng vì có nhiều bạn cũng đã hiểu được bài này. Cô biết là có những bạn vẫn chưa hiểu được, đúng không? Ừ, có nhiều bạn chưa hiểu được, đúng không? Thì bây giờ mình thử làm bài tập nha. Bây giờ mình làm bài tập có thực hành thì nhiều khi các bạn hiểu đó. Bây giờ con có thực hành là nhiều khi con hiểu liền luôn đó. Rồi, bây giờ các bạn đợi cô nè. Cô tắt cái này luôn. Ok, guys, wait. Bây giờ cô sẽ bấm qua cái phần làm bài tập nha. Cô bấm qua cái phần làm bài tập để cho các bạn làm thử bài tập. Những cái bài tập cũng đơn giản thôi. Ồ, các bạn đợi mua một xíu nha. Cái máy nó hơi bị lắc. Các bạn đợi cô nha. Cái máy của cô nó hơi bị lắc một xíu cho nên cô bấm nó không có qua. Oh, sorry. Ok. Cô nghĩ lại vào được rồi. Rồi các bạn chú ý nè, mình chuẩn bị làm bài tập nha. Những cái bài tập này thì cũng đơn giản thôi. Rồi các bạn chú ý giúp cô. Bây giờ cô mời một bạn làm giúp cô và bạn nào mà cô không mời thì viết đáp án vào chat box nha. Bây giờ là thời gian để tụi con viết đáp án vào chat box nè. Rồi mình coi thử đáp án của mình so với các bạn là ra như sao, có đúng hay có sai không. Lát nữa tụi con sẽ biết là tụi con làm đúng hay làm sai. Bây giờ cô mời một bạn xung phong. Rồi bây giờ cô mời Mai Trang nè. Mai Trang giúp cô nha. Can you turn on your mic? Cô mới bấm cho Mai Trang mở micro rồi đó. Mai Trang mở được micro chưa? Anh mở được rồi ạ. Ok, good job. Now, Mai Trang, please. Ok, bây giờ cô ví dụ mình có động từ là work.
I work. À, tôi làm việc. Thì bây giờ anh ấy làm việc thì sao? Đại diện cho bên đây. Thì anh ấy làm việc thì con sẽ dùng cái nào? Anh ấy làm việc thì con dùng cái nào? Cái đầu tiên, cái thứ hai. Con cứ nói cái đầu tiên, cái thứ hai là được. Cái đầu tiên ạ. Rồi, bạn chọn he works là có S. Rồi, lát nữa mình coi nha. Tiếp theo, I dance. I dance thì sẽ là he. Tôi nhảy múa. Anh ấy thì sao? Còn nếu mà anh ấy, he. Con chọn cái nào? Theo con thì cái nào chia cái đầu tiên, cái thứ hai? Mình có cái từ gốc nè. Cái từ gốc của mình có phải là dance thì có chữ e đúng không? Thì theo con là mình thêm s hay là mình thêm es? Trang đoán đại đi. Bây giờ Trang cứ đoán đại đi. Cái này tí nữa mình có đáp án là mình nhớ liền à. Trang đoán thử đi. Theo con là cái đầu tiên, cái thứ hai? Cái thứ hai ạ. Rồi, bạn Trang thêm es vào từ dance. Rồi, tiếp theo là play. Play, chơi, chơi đá banh, chơi cầu lông, chơi video game. Con chọn cái nào? He? Cái thứ hai ạ. Rồi, Trang chọn cái thứ hai. Next one. Study, là học á. Study là học. I study English. Thì he, tôi học tiếng Anh. Còn anh ấy thì sao? Anh ấy, he. Theo Trang là cái nào nè? Which one? Con cứ chọn đại là được. Cái nào mà con không biết thì con chọn đại là được. Dù sao mình cũng đâu, mình chưa học mà sao mình biết được đúng không? Ý. Theo con là thêm s vào hay là ở đây trừ hay là từ ở trên? Trang chọn cái nào nè? Ok, Trang chọn cái thứ hai. Rồi, Trang cứ chọn cho cô đi là được. Ok, wash. Wash thì có nhiều nghĩa nè. Wash my face là rửa mặt. Wash. Wash thì thêm S hay là thêm ES nè? Trang chọn cái nào? Which one? ES. ES, ok. Go, chữ go, đi. I go to school, he. Tôi đi đến trường, còn anh ấy thì he. Goes. Goes, which one? ES, right? You say ES or S? Yes. ES, ok. Next one, do. I do homework, he. Does. Does. Cái này các bạn hiểu làm rất là rõ nè. I am. Ví dụ I am 10 years old. Tôi 10 tuổi. I am 10 years old. Thì he. Anh ấy 10 tuổi thì là he. He is. He is 10 years old. Ok. Cái này good job. I have a dog. Cô có một con chó. Tôi có nuôi một con chó. He. Anh ấy thì sao? He. Has. Has, ok. Rồi, tiếp theo, I can, tôi có thể làm gì đó. Còn he? Cái này thì hơi khó nè. He. Which one? Trang chọn cái nào, which one? S or no S? S. Ok, now check your answer, ok. You have 70%. Có nghĩa là Trang bị sai 3 câu. Rồi đầu tiên, dance. Dance thì ở đây Trang nhớ cho cô là mình thêm, ở đây vì nó có e sẵn rồi cho nên là con chỉ cần thêm s là được. Mình sẽ không có thêm es. He dances. Anh ấy nhảy múa. He dances. Còn study này thì nó sẽ là cách viết như thế này. Study. Khi mà đối với những cái he, she, it á, thì con sẽ đổi lên cho cô. E dài con biến thành e ngắn. Rồi sau đó con mới thêm es vào. E dài biến thành e ngắn rồi mới thêm es. Cuối cùng là cái chữ can này thì sau này mình sẽ biết. Can này là một cái gọi là một cái từ mà nó không thay đổi. Nó không có dựa vào cái thì hiện tại đơn mà nó thay đổi. Nó không có thay đổi cái cấu trúc của nó. Cho nên là I can thì he cũng là he can. Đó, ok. Now good job, very good my Trang. Thank you so much. Ok, now another one. Cô mời một bạn làm một bài tập khác nha. Mình sẽ làm một bài tập nữa. Okay, this one. Okay, now this one. I will choose. Which one should I choose? Let's see. Who will I choose? Cô sẽ chọn bạn nào đây? Who will I choose? Uh,
cô mời Tùng đi nè. Ok. Cô mời Tùng, Vũ Duy Tùng nè. Hello. Ok, now you do with me. Các bạn cũng ghi đáp án vào phần chat cho cô nha. Mình ghi trước đáp án vào phần chat để tí mình coi lại coi là mình có, mình coi lại thử coi là mình có làm đúng không nha. Ok. I, bây giờ mình có I. À, fairy tales có nghĩa là chuyện cổ tích đó. Như vậy theo con là tôi đọc chuyện cổ tích thì con ghi từ nào? Read. I read, okay. I read. We always, chúng tôi luôn luôn. À, tidy, nó có nghĩa là dọn phòng. Thì theo con là we thì mình sẽ dùng cái nào? One. Okay, number one, tidy, giữ nguyên. My cousin, you know cousin? Cousin có nghĩa là anh chị em họ của mình á. Nói chung là anh chị em họ. My cousin đi đến cái chỗ disco là giống như là sàn nhạc disco á. Cái sàn nhạc disco á. One. Okay, one. Goes. Bây giờ Tùng cố gắng thử phát âm cho cô nghe thử luôn nha. He, anh ấy. Rửa tay. Wash. Which one? Wash, this one? Wash. Washes. One. À, đúng rồi. Nếu mà đọc chữ đầu tiên là washes. Okay, good. Next one, my brother. À, anh trai của mình có thể ride a horse có nghĩa là cưỡi ngựa. Koalas. Gấu túi á, con gấu túi á, những cái con gấu túi. Climbs. Climbs. Which one? With S or no S? One. Next one, this girl. Cô gái này, this girl. Cô gái này thì như thế nào? Khóc rất là nhiều. Cry or cries? One. Rồi mình có sings hoặc là sing thì theo Tùng cái nào? Sings or sing? Sing. Two. Right, okay. She does or do? Does, okay. You watch one. Or watches? Which one? Watch. Okay, watch. One. Okay, now let's check, guys. Are you ready? Let's see. What is your answer? 90%. Có nghĩa là hình như là Tùng chỉ sai một câu thôi. Wow. À, và đầu tiên đó là câu này. Koalas, con thấy nó có gì đặc biệt không? Có gì ở phía cuối đó? Koala có S ở cuối đó. Có phải là danh từ khi mà có S là mang nghĩa số nhiều không Tùng? Đúng không? Có phải là mang nghĩa số nhiều không? Thì số nhiều thì mình không có chia gì hết đúng không Tùng? À, con nghĩ là Tùng biết nè, mấy cái này là Tùng phải làm được nè. Đấy, thì mình phải chọn là climb, không có S. Bởi vì koalas là những con gấu túi. Những con gấu túi thì nó trèo lên trên cây. Climb up the tree á, trèo lên trên cây. Cho nên là con thấy ở đây là mình không có chia ES với S. Ok, good job Tùng. Vậy là Tùng hiểu bài rồi đó. Good job, thank you so much. Ok, now one more. Ok, cũng là một bài giống tựa như vậy nha. One more. Yeah. Let me see. Ok, cô sẽ mời một bạn nha. Mọi người đợi cô một xíu. Rồi, cô mời Tuệ Lâm nè. Ok, Tuệ Lâm nào. À, đối với bài này thì con sẽ điền. Bài này thì nó không phải là dạng giống hồi nãy mà nó sẽ là don't hoặc là doesn't. Con điền cho cô là don't hoặc là doesn't. Ok? Lâm hiểu chưa? So I don't like meat. À, tôi không có thích ăn thịt. Tôi không có thích thịt. My sister doesn't eat meat pasta. À, không có ăn các loại mì ống á. Good job. You. Còn you thì sẽ là... Khi mình có you, thì mình sẽ đi với doesn't hay là đi với don't? Which one? Theo con là you. Thì con sẽ đi với nào? You. Which one? You doesn't. You doesn't.
À, bạn không có mua táo. Ok, this dog. Con chó này nó không có sủa. Bark, cái này là sủa đó. This dog. This dog doesn't bark. Ok, this dog doesn't bark. My mom. Oh, sorry, wait, yeah. My mom. Mẹ của mình á. Mom. Doesn't, okay. Mẹ của mình không có đọc comics, là truyện tranh. Mẹ không có đọc truyện tranh. Ann and I. Don't, okay. Cows don't live in the sea. Những con bò thì không có sống ở biển. Okay, they don't play football. They don't. Okay, they don't. My cat doesn't taste mice. Con mèo của tôi không có đuổi theo con chuột, mấy con chuột. Her friend doesn't speak English. Bạn của cô ấy, her là của cô ấy, thì bạn của cô ấy không có biết nói tiếng Anh. Doesn't speak English. This man, cái anh chàng này, cái người đàn ông này. This man doesn't. Doesn't smoke, không có hút thuốc. Smoke có nghĩa là hành động hút thuốc. It ở đây chính là con frog này, đúng không? It doesn't. Okay, it doesn't. Okay, now let's check. Các bạn để cô xem thử các bạn comment như thế nào nha. Hồi nãy giờ mọi người có làm bài không? Các bạn có viết ra rất là nhiều cho cô nè. Đúng rồi, okay. Bây giờ các bạn cùng cô xem thử kết quả hồi nãy giờ mình làm là đúng hay sai nè. Okay, let's check. Như vậy là Lâm cũng sai một câu. Như vậy ở đây là cô cho các bạn xem kết quả nè. I thì đi với don't, đúng không? Yes. My sister là giống như là she vậy đó, thì đi với doesn't, là does not đó. You thì phải là don't. Ok, Lâm nhớ cho cô nha. You don't. You thì đó, nó nằm ở trong cái phần I, you, we, they đó. I, you, we, they. Số danh từ mang nghĩa số nhiều. Thì cái đấy thì con đi với don't. Rồi this dog là con chó này, chú chó này, thì nó là doesn't, mang nghĩa là chủ ngữ số ít đó. My mom thì là doesn't, mẹ của mình, cũng giống như là she vậy đó. And I là hai người, and và tôi, và hai người lận thì gà số nhiều, con phải dùng don't. Cows số nhiều, don't. They don't. My cat, một con mèo thôi, nên là doesn't. Her friend, một người bạn thôi, nên là doesn't. This man, anh chàng này thì cũng là một người thôi, cho nên là doesn't. Cuối cùng thì là it thì nó nằm trong cái phần he, she, it đó. Ok, cho nên nó cũng là doesn't. Ok, okay, good job guys, very good job. Các bạn làm rất là tốt đó. Bây giờ thì cũng không còn nhiều thời gian, cho nên là cô không thể cho các bạn làm thêm. Hôm sau mình làm tiếp tục nha. Hôm sau thì cô cũng còn bài tập cho mọi người làm nữa. Bây giờ thì cô nói về cái bài tập về nhà cho các bạn trước nè. Ok, now I'm gonna talk about the homework guys. Như vậy là hồi nãy giờ mọi người làm thì mọi người cũng biết là những cái bài mà tụi con tự viết bài một đoạn văn á. Nếu mà bạn nào dùng chủ ngữ là I, các bạn nào mà dùng chủ ngữ là I thì không có sợ gì sai nhiều, đúng không? Nhưng mà có những bạn thì dùng chủ ngữ là tên của một ai đó, hoặc là dùng là he, she đó, thì có phải là các bạn đã bị thiếu nhiều cái động từ chia S hoặc ES, đúng không? Có nhiều bạn còn dùng thì tương lai là will nữa, thì ở đây mình không có dùng thì tương lai ở đây, mà mình phải dùng hiện tại đơn. Là he, she, it là chủ ngữ nè, cộng với danh từ thêm s hoặc es đó. Thì các bạn về sửa lại cái bài đấy cho cô. Rồi bây giờ cô nói về cái homework này mọi người. This is your homework. Đầu tiên thì hồi nãy giờ mình được học rất là nhiều chủ ngữ, đúng không? Thì tụi con sẽ đặt câu ở thì hiện tại đơn cho cô với các chủ ngữ sau: I nè, you nè, we nè, they nè, he, she, it. Đó, thì đầu tiên là những cái này, mỗi cái tụi con đặt một câu là được. Tiếp theo là chủ ngữ mang nghĩa số nhiều thì các con tự nghĩ ra cho cô. Cô ví dụ, các bạn không dùng lại ví dụ của cô nha, cố gắng mình thử tự nghĩ ra khác cho cô nha.
chủ ngữ mang nghĩa số nhiều thì cô có nhiều bạn có thể là chưa hiểu số nhiều có nghĩa là sao, cho nên cô có gợi ý ở đây. Ví dụ nè, my father and I, bố và mình có phải là hai người không? Bố với mình là hai người thì tụi con sẽ dùng số nhiều cho cô đó. My friends có S nè, thì có phải là các bạn của con không? Bạn của con nhưng mà nhiều bạn à, thì có phải là mới có S không? The dogs, những cái chú chó à, như vậy có phải chữ dog có S thì nó sẽ là số nhiều không? Thì tụi con cũng tự nghĩ ra một cái chủ ngữ mang cái nghĩa số nhiều như vậy cho cô. Đấy, thì con có thể nghĩ ra bất kỳ cái gì cũng được à, tùy mình thôi, nhưng mà mình sẽ không lặp lại cái ví dụ của cô nha à, các bạn nhớ là không lặp lại ví dụ của cô nha. Tiếp theo, một cái nữa mang chủ ngữ mang nghĩa số ít. Số ít thì đối ngược lại, có ví dụ cô có my sister là chị hoặc là em gái của mình á, thì có một người à. Ở đây không có S thì có phải chỉ có một người không? My younger sister, my older sister chẳng hạn, thì có một người thôi. My friend à, đối ngược lại ở đây không có S thì có phải là my friend là một người bạn của mình, có một người bạn à, à mình đang nói về có một người bạn thôi. The dog thì cũng vậy, the dogs ở đây là cô nói về nhiều con chó, thì ở đây cô chỉ nói về một con chó thôi, thì cô dùng là the dog. Như vậy là ở đây mình sẽ có là I, you, we, they, he, she, it, chủ ngữ ít, chủ ngữ nhiều là chín cái đúng không? Thì tụi con tự nghĩ thêm cái chủ ngữ số ít số nhiều, tụi con tự nghĩ thêm cho cô để nó thành từ 10 đến 15 câu. À, như vậy các bạn sẽ viết cho cô từ 10 tới 15 câu nha. 10 tới 15 câu thì để mà được lên tới 10 mấy câu á, thì tụi con phải nghĩ thêm cái chủ ngữ số ít số nhiều nó nhiều hơn một xíu. Còn mấy cái này thì cô yêu cầu tụi con chỉ đặt một câu cho cô thôi. Có cái chủ ngữ mang nghĩa số ít số nhiều á, thì tụi con tự nghĩ ra thêm chủ ngữ cho cô. Đấy, thì từ 10 tới 15 câu, tụi con muốn làm bao nhiêu câu cũng được, miễn là trong cái phạm vi này là ok. Tiếp theo, the second one, dùng thêm cho cô các dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn. Thì đối với thì hiện tại đơn, khi mà tụi con nhìn vào một số cái cụm này á, tụi con nhìn vào cái câu đấy thì tụi con sẽ hiểu. Tụi con sẽ hiểu nó là ở câu ở thì hiện tại đơn. Thì ở đây cô nghĩ có nhiều bạn cũng đã biết qua rồi nè. Ví dụ cô có chữ usually, cô thấy các bạn cũng đọc cái bài Alfred's Daily Routine, các bạn cũng thấy đúng không? Usually nè, thường xuyên, often cũng vậy, always, luôn luôn, à, never là không bao giờ, không bao giờ, chưa bao giờ hết á, ha. Sometimes, đôi khi, rarely là nó sẽ theo nghĩa là hiếm khi. Ví dụ con hiếm khi mà con chơi đá banh. Ví dụ một bạn nữ nào đó viết đi là I rarely play soccer. À, I rarely play soccer. Con hiếm khi mà chơi đá banh lắm. Ừ, đó. Hoặc là regularly. Regularly có nghĩa là cũng thường xuyên đó, cũng mang nghĩa là thường xuyên đó. Cô ví dụ I thôi bây giờ cô không dùng I nữa nha, cô dùng là Helen, bây giờ cô dùng Helen thay thế cho chữ she đi. Đấy, cô đặt tên cho cái cô ấy là she á, cô ấy thì là Helen đi. Helen doesn't play soccer regularly. Helen doesn't play soccer regularly. Helen không có thường xuyên chơi đá banh. À, thì ở đây các bạn nhớ là ngoài đặt câu mang nghĩa khẳng định có nghĩa là I play, you play, she plays, thì tụi con có đặt câu cho cô mang nghĩa phủ định luôn. I don't play, she doesn't, he doesn't, Alfred doesn't, we don't. Thì các bạn đang xem cho cô vừa có câu phủ định mà vừa có câu khẳng định luôn cho cô nha. Và cô giới thiệu thêm, ngoài những cái cụm usually, often gì đấy thì tụi con có thể dùng thêm every day, mỗi ngày cũng được. Every week là hàng tuần, mỗi tuần. Every month, mỗi tháng, hàng tháng. Every year. À, cô ví dụ một câu về season ở đây, cô có liệt kê cho tụi con bốn mùa nè: xuân, hạ, thu, đông, spring, summer, fall, winter. Cô ví dụ một câu my family, ở đây cô nói thêm cái này luôn, my family. Rồi my family á, my family thì các bạn nghĩ là số nhiều đúng không, bởi vì gia đình của mình thì có nhiều người, nhưng mà cái chữ family thì nó chỉ có nghĩa là một gia đình thôi. Tuy là một gia đình có nhiều người, nhưng mà tính về cái chữ family nó chỉ là một gia đình thôi, thì nó vẫn là số ít cho cô nha. Đó là lý do vì sao các bạn ghi là have, thì cô phải chỉnh lại là my family has four people đó. À, bởi vì cái chữ family này nó mang nghĩa số ít, cho nên là bởi vậy mình mới ghi là has four people thì mới là đáp án chính xác. Nhiều bạn ghi là have, cái chữ have nè. Đó, thì cô mới chỉnh lại đó.
Rồi, thì ở đây tụi con, cô ví dụ một câu để nói về cái mùa đi. Cô ví dụ my family goes to the beach every summer. Okay. À, câu này nghĩa là gì mọi người? My family, gia đình của tôi thì goes, bởi vì nó là mang nghĩa số ít, cho nên là go của mình phải thêm es, cái chữ go là đi á, đi đúng không? Đi đâu đến, đi đến đâu đấy thì go thêm es cho cô. Goes to the beach, đi đến bãi biển mỗi mùa hè, every summer. Đó, thì cũng như every day, every week, every month, tụi con thích đặt câu với những cái cụm này cũng được. Cuối cùng là một số cụm khác như là once, một lần. I play soccer once a week. Once a week, một lần một tuần. Twice là hai lần. Hai lần một một tuần, hai lần một ngày, hai lần một tháng, hai lần một năm. Three, từ once với twice thì là dùng cho một với hai lần á. Còn bắt đầu từ ba lần trở lên thì mình sẽ dùng là three times, four times, five times, seven times, ten times chẳng hạn. Ví dụ tụi con đánh răng một ngày ba lần đi. Tụi con đánh răng một ngày ba lần thì tụi con sẽ ghi là I brush my teeth three times a day. Ba lần một ngày thì là three times a day. Ok? Đấy, thì cô muốn các bạn viết câu là vừa dùng thì hiện tại đơn với những chủ ngữ khác nhau, mà còn vừa dùng cho cô thêm những cái từ mang dấu hiệu nhận biết này nữa vào cái câu của mình. Các bạn hiểu chưa? So now please say that you understand or not. Do you guys understand about the homework? À, và cũng như là những cái bài khác á, ngoài việc tụi con ghi ra giấy á, thì tụi con quay video, tụi con đọc cho cô nghe mấy cái câu mà tụi con ghi nữa, để cô kiểm tra luôn cái phát âm của mình. Nhớ là quay video nha mọi người. Có gì cô gửi, cô sẽ gửi kỹ lại cái yêu cầu bài tập vào ngày hôm sau. À, hôm sau là cô lại gửi cái yêu cầu bài tập đó. So you guys understand? Yes? Yeah. Video, yes, of course Nhật. Yes, cô sẽ gửi cả video nữa. Cho nên là hôm nay nè, bạn nào mà chưa được cô chấm bài, tí nữa cô chấm nha, thì cô sẽ nói là tụi con sai cái thì hiện tại đơn là tụi con hiểu rồi đúng không? Bởi vì hôm nay mình học rồi, thì khi mà nghe cô nhận xét bài tập là các bạn hiểu liền là mình bị sai đúng không? Ok. Yes, ok. So, đây là cái bài tập các bạn về nhớ làm nha, làm và nộp cho cô trước thứ bảy nha. Ok. Goodbye guys. Ok. Now I'm gonna turn on the mic so you guys can say goodbye to each other. Okay guys, goodbye. Goodbye. Bye. 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 Bye
con đưa cô đây. Mười lăm câu mỗi số nhiều làm hoặc 10-15 câu số ít làm 10 hoặc 15 câu hả cô? Có nghĩa là tất cả cái đấy cô làm. Bây giờ các bạn nghe cô nói rồi. Goodbye. Bây giờ cô nói một xíu nè, các bạn hỏi cô là mỗi cái là 10-15 câu không phải nha mọi người, mà là tất cả những cái đấy tụi con viết cho cô, chọn cho cô miễn làm đủ 10-15 câu, có nghĩa là bao gồm he, she, it, I, you, we, they, danh từ số ít, danh từ số nhiều thì tụi con miễn làm sao là từ 10-15 câu là được, chứ không phải là mỗi cái tụi con làm 10-15 câu, mọi người hiểu không? Có nghĩa là danh từ số ít số nhiều tùy con, không muốn tự thêm cái nào cũng được. À, Minh Quân là con có bố mẹ có tham gia vào cái group Zalo chưa? Group Zalo tên là Hội Phụ Huynh Tiểu Học đó. Hội Phụ Huynh Tiểu Học. Bạn à, như vậy thì ok. Rồi bây giờ một con nè, con cứ đợi cô ngày mai á. Ngày mai cô sẽ đăng cái bài, cô sẽ ngày mai thì cô sẽ viết một cái phần tin nhắn vào trong đó. Cô viết cái tin nhắn ở trong đó thì cô sẽ có để cái link Facebook, cái group Facebook á, thì con nhờ bố mẹ bấm vào cái link đấy thì gia nhập vô cái Facebook đó, rồi xong rồi khi nào con làm bài tập xong thì cứ nhờ bố mẹ đăng cái video với cái hình chụp bài tập của con vào trong cái group Facebook đấy là được. Có gì ngày mai cô ghi rõ ra cho con. Thì nếu mà con có trong cái group Zalo đấy thì được. Ok. Gửi bài vào trong cái group Facebook tên là Giỏi Tiếng Anh Cùng Con. Bạn nào chưa tham gia group Facebook tên là Giỏi Tiếng Anh Cùng Con thì tụi con tham gia vào, tụi con search ở trên cái Facebook á thì nó sẽ ra group của mình liền, thì tụi con bấm vào, tụi con tham gia cái group đấy cho cô. Rồi còn bạn nào có câu hỏi nè, bạn nào không có câu hỏi thì tụi con cứ rời đi nha, bạn nào không có câu hỏi thì cứ out ra nha. Ok, đâu cô đợi mọi người, đợi cô cho mọi người mở micro lên đâu. Thôi bây giờ Tuệ Lâm trước nè, cô thấy Tuệ Lâm giơ tay. Tuệ Lâm nói gì nè, Tuệ Lâm nói trước đi. Cô ơi, vậy bài tập ta làm ở đâu hả cô? Thì con làm trong giấy đó, giống như hôm bữa giờ con làm trong giấy rồi con nộp vào cái group. Cô thấy Tuệ Lâm cũng nộp bài rồi, đã từng nộp bài trên group rồi đó. Thì con cũng làm giống như vậy, con cứ làm trong giấy, viết ra từ 10-15 câu. Rồi con lại có một cái video con đọc những cái câu đấy cho cô kiểm tra phát âm của mình. Rồi con nộp cả hai cái đấy lên cho cô. Tuệ Lâm hiểu chưa? You understand? Và ta làm bài tập ta làm ở cái nào ạ? Hồi nãy đó cô có chiếu bài tập đó, vậy Lâm có để ý không? Con cô có giới thiệu cái bài tập là con cần làm gì đó thì con cứ làm theo cái yêu cầu đấy. Cô thấy hôm bữa giờ tụi Lâm cũng làm mấy lần rồi mà, bố mẹ cũng đăng vào trong group đấy. Thì tụi Lâm cứ giống như vậy đó, con làm ra giấy rồi con lại quay video mình đọc những cái câu đấy. Đó. Rồi tụi con lại đăng lên cái group Giỏi Tiếng Anh Cùng Con. Cô chưa duyệt bài. Thực ra thì cái group đấy cô không phải là cái người quản trị viên, cho nên là cô không biết cái việc duyệt bài. Cho nên là Thảo đợi nha. Có thể là người ta chưa duyệt á, thì có thể là sẽ duyệt sau. Chưa duyệt bài có nghĩa là bài con chưa đăng vào được đúng không? Thì cái này cô cũng không rõ nữa. Cho nên là Thảo, tại vì bài của Thảo là cô cũng chấm rất là nhiều đúng không? Cho nên là chắc là người ta chưa duyệt đó, thì Thảo cứ đợi nha. Ok. Rồi bạn nào có câu hỏi nữa thì các bạn mở micro lên. Bạn nào hết thì các bạn cứ out ra nha. Rồi bạn nào hỏi gì cô? Con cô và số ít và số nhiều là chỉ 10-15 câu thôi ạ. Không, có nghĩa là con hiểu không? Là bây giờ con có tất cả những cái như sau: I, you, we, they, he, she, it là 7 cái đúng không? Là có phải mỗi cái một câu là con được 7 câu rồi đúng không? 7 câu. Còn bây giờ cô ví dụ bây giờ Thủy muốn làm 13 câu đi thì 7 thì còn 6 câu nữa đúng không? Ừ. Con có 7 câu đó rồi, còn 6 câu nữa thì con sẽ tự con chọn cho cô, tự nghĩ ra cho cô 6 cái chữ ngữ. Bye teacher. Yes, goodbye. Con tự nghĩ ra cho cô 6 câu còn lại đó. Con thích chữ ngữ số ít hay số nhiều cũng được, cả hai cái thì càng tốt. Phân ra 3 cái số ít, 3 cái số nhiều cũng được. Thì hiểu không? Vâng. Con tự miễn làm sao mà đủ cho cô cái số lượng mà con muốn là từ 10-15 câu, thì cô ví dụ đó là Thủy muốn 13 câu đó. Thì miễn là đủ 13 câu là được. Cái số ít số nhiều tùy con thích, tự nghĩ thêm cái gì thì con nghĩ ra cho cô. Để cô muốn coi thử coi là con có hiểu là cái chủ ngữ số ít là gì, chủ ngữ số nhiều là gì đó. Ok, you understand? Vâng ạ. Ok, good job. Rồi còn bạn nào hỏi cô không? Nếu mà bạn không mà bạn nào hỏi cô nữa thì cô out ra nha. Yes, goodbye teacher. Ok, goodbye. Ở đây còn bạn nào có câu hỏi không?
Không, bạn nào có câu hỏi thì cô sẽ out group, cô sẽ out nha. Okay, good night everybody, and don't forget to do your homework. Yes, bye. Goodbye guys. Bye. Okay. Bye, teacher. Okay, bye-bye. Bye, teacher.